Thực hiện mô hình dân vận khéo, vận động nhân dân thực hiện trật tự đô thị, chung tay xây dựng đô thị văn minh khu vực H20. Khối dân vận Đảng ủy phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông tại các tuyến đường chính trên địa bàn phường. Lực lượng chức năng phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa đã tiến hành kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh đặt bảng hiệu, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi và Phạm Ngọc Thạch. Tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân, cơ sở kinh doanh hai bên đường đậu xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không vứt rác thải bừa bãi, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về trật tự đô thị, an toàn giao thông.